Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình nhập phá game đầu tiên nha. Let's go. Ok, tiến lại gần nào. Ok. Let's go. Cho còn lại thì mình phải tổng thoát ra ngoài. Let's start. Let's play. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Điều ra. First working beer. Let's go. Thank you.
Oh my god. Tức là cái này có thể đánh được hai bên à? Mình sẽ phải thử lại xem. Vào season 1 này đi. Oh my god, thua rồi. Oh man. Không kịp vào đổi súng. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ninja, Chris, start game. Ok, start mission. Oh my gosh. Bắt đầu số 1 căn phòng. Ok. Và tựa em này rất là hay. Ah!
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Đi ở Chicker 2. Let's go. Đấy là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. What do we have here? Okay, mình sẽ dẫn anh chàng này ra ngoài. Oh, Javi, damn! You're the rescue team? Come on! No problem, let's make a run for it. Let's go. Stock up on ammo. Let's move. Cover me. Okay. All right, we've made it. Thanks. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ năm. Đi ở Chico. Let's go. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, The Attacker. Này nó bị biến đổi gen, sau đó biến thành một zombie, rồi lây lan khắp cộng đồng. Face to zombie, let's go. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Zombie Hunter. Let's go. Chú đây. Wow. Do not leave.
Skins High Zombie. OK， 宝贝们，我们先上这个 detail， Let's go。The Walking Dead Season 2。Đây cũng là một trong những tựa game có nội dung rất là hay và hot của tựa game zombie này. The Walking Dead Season 2。The Walking Dead Season 1cũng rất là hay luôn。Oh my god, xong được rồi.Tựa game này khá bị lỗi rồi, không làm gì đâu.Season 1 server. Không chơi được các bạn, không hiểu sao. Đang update, ok, không được rồi. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.